chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Đồ Cung 8. Bây giờ là 10 giờ 9 phút ngày 16 tháng 11. Hiện tại chúng tôi đang vừa hoàn thiện mộc và đang đánh dây giáp một bộ ghế tần thủy hoàng gỗ võ đỏ cột 12 của một khách hàng ở Thanh Thủy. Anh có tên Facebook là Hoa Kiều. Tôi không nhớ rõ tên anh, nhớ tên Facebook thôi. Thì hôm nay tôi có hoàn thiện xong đánh dây giáp và sẽ quay mộc trước khi là chuyển vào hoàn thiện sơn để cho anh xem. Đây là trên màn hình quý vị là chiếc ghế dài của bộ tần thủy hoàng. Đây là chiếc ghế dài. Hàng rất là đẹp, được chọn lọc lục lõi và không có giáp. Cột 12. Đây, vân gỗ rất là đẹp. Mặt liền nguyên một tấm này. Còn phía trong này là chiếc ghế, tôi sẽ quay chiếc bàn và chiếc ghế con. Đây là bàn ở đó. Còn phần ngăn kéo đang tháo ra để đánh dây giáp này. Mặt bàn cũng liền nguyên một tấm. Gỗ gõ rất đẹp. Đây là chiếc đôn trà và chiếc đôn ngồi. Ở ngoài này là một, chúng tôi đang đánh giá một chiếc sập gỗ. Có hai vị khách hàng cũng đang đến đặt sập thờ của Đồ Gỗ Thùng Tám này. Đây, còn ở trong chiếc ghế con. Đang đánh giá chiếc ghế con của nó nhé. Con cái ghế ngắn ấy. À, không. Đây là một chiếc ghế con nữa này. Vâng. Phần gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Chúng tôi mới chỉ hoàn thiện mộc và mới đang đánh dây giáp và quét một lượt sơn lót thôi. Khi hoàn thiện và sơn bóng lên thì rất là đẹp. Chiếc này là đang đánh dây giáp đây, đang vật nghiêng để xưởng tôi vẫn còn rất nhiều hàng thì mọi người có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi để tham quan và mua sắm. Trong này là phòng phun sơn của chúng tôi. Đây, thợ phun sơn này. Còn anh còn một chiếc kệ tivi nữa nhỉ. Hiện tại chúng tôi đã xếp nhiều đồ nên là nó bị chặt ở đây nên là chúng tôi không quay được hết chiếc kệ tivi này. Thì để ngày mai chúng tôi làm xong chuyển món hàng ra thì tôi sẽ quay chiếc kệ TV cho quý vị và anh khách hàng xem. Đây là thợ chúng tôi là đang phun sơn tủ áo. Đây là cánh tủ áo. Đây là bản phấn. Đây thì mọi người mà ai có nhu cầu mà muốn mua sắm với đồ gỗ thì vui lòng liên hệ chúng tôi cho số điện thoại là 0987 510 816 hoặc là truy cập website đồ gỗ tùng 8.com. Mọi người nhớ xem xong nhớ like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người.